Xin chào tất cả các tình yêu. Ngày hôm nay Giang Venus sẽ làm một cái chủ đề rất là hay cho tất cả các đấng mày râu, đặc biệt tất cả các người ông, về một cái chủ đề mà ai cũng tò mò và thắc mắc, đó là dương vật dài như thế nào là phù hợp. Tại vì là có những anh chàng ngại dương vật to quá, hoặc có những anh chàng dương vật ngắn quá thì họ rất là tự ti, đúng không nào? Không phải cái gì to quá cũng tốt, tại vì sẽ gây cho bạn tình đau đớn. Chính vì thế ngày hôm nay Giang sẽ tiết lộ tất cả những thông tin mà Giang và các chuyên gia tình dục học đã nghiên cứu cũng như là đã lấy tư liệu ở trên báo đài cũng như là trong sách. Và trước khi xem video này thì các bạn hãy nhớ like, share và đăng ký kênh Giang Venus để có những kiến thức hay nhất về tình dục học cũng như là sex education nha. Và giờ không để cho các bạn chờ lâu hơn nữa, ok, let's go. Với tất cả các chị em phụ nữ, nếu mà ngực đẹp này, bím đẹp, thơm này, hồng khít này thì nó là một điểm tự tin đặc biệt ở trên giường. Nó sẽ là một vũ khí lợi hại để chinh phục tất cả các đấng mày râu. Còn tất cả các đấng mày râu thì sao ạ? Các anh có một cuộc quý rất là tuyệt vời. Cái cuộc quý này vừa giúp duy trì nòi giống, vừa giúp lâm trận và vừa giúp giải giác tinh binh, đúng không nào? Nhưng mà không phải anh nam giới nào cũng có của quý đáng mơ ước. Đáng mơ ước ở đây là bao nhiêu ạ? Theo số liệu của các nhà khoa học đã thống kê thì của quý tuyệt vời nhất của các anh nam giới dao động từ 14 cho đến 18 cm. Và không để cho các bạn chờ lâu hơn nữa, Giang sẽ tiết lộ bí mật nước và quốc gia mà có của quý khiêm tốn nhất, chiều dài ngắn nhất ở trên thế giới, đó là Hàn Quốc. Trời ơi, các chàng trai, các mỹ nam của tôi, những chàng trai mắt một mí tuyệt vời, xinh đẹp, chỉ có 9 cm thôi các bạn ạ. Đây là cái kích thước trung bình của các chàng trai Hàn Quốc. Nếu mà quốc gia có dương vật khiêm tốn nhất là Hàn Quốc thì quốc gia có chiều dài dương vật to và dài nhất đó là Congo. Các nước của châu Phi có chiều dài dương vật tầm 18 cho đến hơn 20 cm cơ. Cứ phải tầm này. Đấy, tầm này. Nói như thế thì sẽ có một số người chạnh lòng và buồn, đúng không nào? Nhưng mà Giang muốn nói cụ thể hơn cho các bạn, đó là ở đâu cũng thế thôi, cũng có người này cũng có người kia. Tại vì là cái phần dương vật nó to hay nó nhỏ ấy, không những phụ thuộc vào thể chất về tình trạng con người mà còn phụ thuộc vào nguồn gen của cái khu vực cũng như là rất là nhiều yếu tố liên quan. Và nếu mà bạn thuộc châu Á hoặc khu vực Đông Nam Á thì phải chấp nhận một sự thật, đó là dương vật của những người trong khu vực này sẽ nhỏ hơn dương vật của những người châu Âu và châu Phi. Và những cái nước châu Âu, châu Phi, bản thân các bạn cũng thấy thế thôi, họ cơ thể to hơn, lực lượng hơn, cơ bắp hơn, và chắc chắn là cái đấy nó cũng sẽ to và dài hơn những người ở Đông Nam Á và châu Á chúng mình rồi. Ban nãy thì Giang đã lượn qua một vòng thế giới, còn ngay bây giờ các chàng trai ở Việt Nam thì sao? Có ai tò mò không? Bao nhiêu trong số các bạn sẽ tò mò về chiều dài dương vật chuẩn của nam giới ở Việt Nam? Và xin hé lộ với các bạn, đó là chiều dài dương vật chuẩn các đấng mày râu của Việt Nam đó là 14 cm. 14 cm. Những cái bạn nào mà có dương vật lúc mà cưng cứng rồi mà chỉ được 5 cho đến 9 cm thì Giang thông báo một tin buồn, đó là các bạn thuộc về dạng dương vật khiêm tốn. Nói thật là nói cách khác của cái từ hoa mỹ hơn, đó là dương vật ngắn quá, nhỏ quá. Tại vì là có rất là nhiều các em 19-20 tuổi cũng có liên hệ với Giang và hỏi là dương vật cưng cứng rồi mà chỉ được 5 cm thôi thì không biết thời gian tới sẽ thế nào. Hoặc có một số anh tầm 35-40 tuổi mà dương vật nó cứ mềm oặt đấy, không biết phải làm sao. Các bạn biết đấy, dương vật nhỏ ấy thì rất là tự ti, giống như chị em phụ nữ cũng vậy. Khi mà có vòng một nhỏ mà phẳng lý thì càng tự ti, làm tình rất là ngại và rất là sợ không biết là đối tượng hoặc đối phương có nhìn mình với ánh mắt khác hay không. Thì nam giới cũng vậy, khi mà có một cái dương vật nhỏ thì họ rất là tự ti, họ tự ti lắm luôn. Họ không quan trọng là người ta yêu mình thật lòng hay không, nhưng mà cứ dương vật nhỏ là họ đã tự ti nữa. Chính vì thế nên là Giang muốn chia sẻ với các bạn, đó là chúng ta có cái dương vật nhỏ đúng không, thì chúng ta sẽ hành xử theo cách của người dương vật nhỏ, đúng không nào? Tại vì là ở phương Tây có rất nhiều kiến thức đã chứng minh, đó là không phải dương vật nó to cũng làm cho phụ nữ sướng đấy. Tại vì là to so với ai ạ? Nếu mà dương vật của bạn to nhưng mà cái đối tác của các bạn ấy là bạn tình của bạn có cái cô bé nhỏ thì không thể nào mà cho vào được và rất là đau, đúng không ạ? Còn nhỏ so với ai ạ? Nhỏ so với một người mà đã sinh 3 đến 4 em bé rồi, nó rộng toang hoác rồi, thì các bạn so sánh làm gì, đúng không nào? Nên là Giang muốn nói với các bạn, đó là các bạn đừng quá chú trọng vào dương vật to hay nhỏ. Tại vì quan trọng là miễn làm sao mà chúng ta làm tình vẫn sướng, đúng không? Thì với những chàng trai có dương vật nhỏ thì chúng ta sẽ lựa những cái tư thế nào để giúp cho mình trở thành ông hoàng một cách tuyệt vời nhất. Ví dụ như là các bạn thực hiện tư thế ở mép giường hoặc tư thế nằm nghiêng. Tại vì khi tư thế nằm nghiêng như thế thì dương vật sẽ được tiếp xúc với diện tích tuyệt vời nhất và nó sẽ ăn gian chiều cao cũng như là chiều dài của dương vật nhất. Hoặc là tư thế doggy. Tại vì khi tư thế doggy như thế thì bạn nữ sẽ ít khi mà được nhìn ngắm cái dương vật của bạn lắm. Mà cái tư thế này thì cô bé lại còn khít nữa cơ, nên là dương vật của bạn nó sẽ được giãn ra to nhất có thể. Và một điều nữa, đó là ngoài dương vật ra các bạn nam còn có một đôi tay ma thuật và một cái lưỡi điêu luyện ẩm ướt. Đừng để dương vật nó quá là chiếm quá nhiều về cái lúc mà chúng ta làm tình. Hãy luyện cho mình một đôi tay mềm dẻo này, ướt át này, điêu luyện này, cũng như một chiếc lưỡi thần kỳ thì sẽ làm cho bạn tình có thể sướng hết nảy đấy. Và bây giờ Giang muốn chia sẻ cho các bạn một số biện pháp giúp làm tăng kích thước dương vật. Khi mà dương vật mà to thì chúng ta mới tự tin hơn, luôn luôn là như vậy, đúng không nào? Nhưng mà không phải các bạn lúc nào cũng tìm được một cái sản phẩm tuyệt vời để có thể cải thiện được chức năng sinh lý cũng như là để cho dương vật to và cưng cứng. Thì các bạn, đầu tiên các bạn phải giữ cho mình một cái tâm thế thật là thoải mái. Các bạn mà nghĩ tiêu cực thì lúc nào các bạn cũng sẽ nghĩ dương vật mình nhỏ và các bạn sẽ không tập trung được làm tình đâu. Cái thứ hai đó là các bạn phải tập thể dục thể thao cho một sức khỏe tốt. Tại vì dương vật nhỏ nhưng mà nó xuất tinh lâu nó sẽ thích hơn là dương vật nhỏ mà xuất tinh sớm, hoặc là dương vật to mà xuất tinh sớm. Nên là sức khỏe dẻo dai và cường tráng sẽ là một trong những bí quyết giúp cuộc yêu tuyệt vời. Bên cạnh đó là
hạn chế ăn thức ăn có lươn và có chăn. Chúng ta không nên hút thuốc lá quá nhiều, không nên uống bia rượu và không nên thủ dâm hoặc chơi đồ. Nhưng cái này thì những cái khách hàng yếu sinh lý và xuất tinh sớm suốt ngày nhắn tin cho tôi rồi. Và cuối cùng đó là ăn thật nhiều giá đỗ, hành trần và thịt bò. Đây là những cái thực phẩm đã giúp cho các bạn có khả năng chinh chiến và kéo dài thời gian tuyệt vời nhất. Bên cạnh đó thì tôi và các nhà khoa học, các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ đang nghiên cứu ra công thức để cho ra đời cái sản phẩm hỗ trợ sửa chữa xuất tinh sớm, và tầm 2-3 tháng nữa thôi thì sản phẩm này sẽ được ra đời. Và các bạn hãy theo dõi trang web venus.vn để các bạn có thể là nắm bắt được những thông tin chuẩn nhất, những cái sản phẩm tuyệt vời nhất, chuẩn nhất, chính hãng nhất, không bị những sản phẩm giả mạo và những người không tốt lợi dụng để bán cái sản phẩm không ra gì, không rõ nguồn gốc trôi nổi, làm các bạn vừa tiền mất tật mang và vừa làm cho các bạn mất về cái khả năng sinh lý và dương chiếu của mình. Từ đầu đến giờ thì tôi đã chia sẻ cho tất cả các bạn về cái dương vật chiều dài như thế nào cho chuẩn rồi đấy. Không phải to quá là tuyệt vời hay không phải nhỏ quá là tiêu cực đâu, mà to hay nhỏ phụ thuộc vào cái âm đạo của người phụ nữ nữa. Người đấy mà đã đẻ rồi thì sẽ khác với âm đạo của người phụ nữ chưa đẻ hoặc là đã quan hệ dù chỉ một lần, đúng không nào? Nên là việc của các bạn ấy, đừng có tự ti quá nhiều về chiều dài cái dương vật, nó 9cm hay 10cm thì mình sẽ có nhiều cách để mình khắc phục, đúng không nào? Bên cạnh đó nữa thì chúng ta nên có một lối sống ăn uống lành mạnh này, khỏe mạnh, và có thể bổ sung những kiến thức mà tôi đã dạy ở hơn 70 video lần trước để các bạn có thể trở thành